Ok, hello bạn, mình là Sơn Lép đến từ làm báo cao và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tập tay trước tại nhà. Và mình nói trước đây là bài khá là khó các bạn nha. Let's go. Bài đầu tiên đó chính là bài Multi Lean các bạn. Đó là bạn sẽ vào tư thế hết đất. Dạ. Nhưng mà thay vì tay về bạn sẽ để tay đúng vậy. Ok. Và ở cấp độ dễ thì chống gối, bạn chống gối cũng được, sau đó bạn đổ người tới phía trước giống vậy. Giữ. Thì khi bạn giữ vậy thôi. Đó, bạn giữ giống vậy nè, bạn càng đổ vai tới phía trước thì cái áp lực lên vai và bắp tay của bạn nó sẽ càng lớn. Khi bạn quen rồi á, bạn sẽ để vậy. Thẳng tay nha các bạn. Bạn nhớ là bài này thẳng tay thì nó mới ok. Nó mới tác động vào đúng đây nha các bạn ha. Và bây giờ tới bài thứ hai sẽ khó hơn, đó chính là bài Pelican Push-up. Và ở bài Pelican Push-up này bạn sẽ cần dụng cụ, đó chính là hai cái ghế này các bạn nha. Rồi, cách thực hiện nó đơn giản, bạn sẽ cần chống tay lên đây. Sau đó hít đất xuống và mình xuống hết tay xuống luôn các bạn ha. Ở bài Pelican Push-up nó sẽ có hai giai đoạn, đó chính là giai đoạn kéo và giai đoạn đẩy. Vì chúng ta muốn tập trung phát triển phần tay trước cho nên là mình chỉ cần tập trung vào giai đoạn kéo thôi các bạn ha. Là giai đoạn từ dưới lên. Xong, bạn không cần phải tập đẩy gì hết. Rồi, bài này khá là khó. Thì nếu bạn chưa quen, bạn có thể tập negative, tức là tập xuống chậm thôi. Bạn xuống chậm hết tay, sau đó ngồi dậy và tập lại động tác này. Và bạn khi bạn đã quen rồi, bạn bắt đầu đẩy lên các bạn ha. Và đó chính là bài tập giúp bạn phát triển tay trước ngay tại nhà và không cần dụng cụ, đương nhiên cần hai cái ghế thôi các bạn ha. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào nữa, đừng ngại comment trực tiếp phía dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Chúc bạn tập luyện tiến bộ và tiền của nước chơi khác. Cảm ơn các bạn.